Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, ngành bảo hiểm vẫn phát triển và tăng trưởng nhờ vào việc đưa ra các gói giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của người dân. Là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bảo hiểm, Bảo Việt Nhân Thọ hiện đang bảo vệ hơn 16,2 triệu khách hàng. Năm 2020 thì Bảo Việt Nhân Thọ chạm mốc là 3.000 tỷ đồng doanh thu. Đơn vị này đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng, ưu tiên giải quyết quyền lợi bảo hiểm đối với khách hàng gặp rủi ro. Với những nỗ lực của mình, Bảo Việt Nhân Thọ vừa được trao giải thưởng doanh nghiệp Bảo Hiểm Nhân Thọ mang tới sự hài lòng và hạnh phúc nhất cho khách hàng.